lưu lộ anh vào cái ba lô của anh ấy. Mẹ nó khó chịu lắm. Chị ơi, xong rồi, sinh nhật em rồi. Em không về nữa. Đừng theo anh tặng mày. Mày quay. Hỏi mày chứ không được, anh biếm lắm, không được. Đâu, xem. Mời đấy đi. Thôi, ăn đi. Ăn đi, tập trung vào ăn đã.